vẻ như các game thủ đã sẵn sàng. Vâng, trận đấu đã bắt đầu. Overwing là Protoss màu da cam ở phía dưới bên tay trái map Vandarim Onta. Còn Mương Tư xuất phát ở vị trí phía dưới bên tay phải. Cả hai ở các game trước có vẻ như đã đều là các không, Overwing lại chiến thắng. Còn Mương Tư là game thủ vừa nãy đã có một pha chi canon thất bại. Không, à không phải, Chi Niders, Chi Niders Mid. Vâng, và theo như tôi để ý thì cái map Tanarim Auto là một cái map mà Protoss rất rất thích khi mà thi đấu với Zerg. Vì cái khả năng Force Fast Expand của nó phải nói là rất là tốt trong những cái map pool hiện tại của các giải đấu. Và không biết là lần này thì mùa tháng 4 có quyết định Niders như trận trước khi gặp UC hay không? Overwing rất may mắn khi Probe đi scout ở vị trí góc dưới bên tay phải, ngay lập tức đã thấy nhà của mùa tháng 4 rồi. Mùa tháng 4 đã bóc tay con Probe này và Probe đã phải hy sinh. Vâng. Có một cái thủ thuật khi bị bao vây như vậy là cho con Probe click vào một cục mineral. Vâng. Khi mà click vào một cục mineral thì mặc định cái việc khai thác là đi một theo đường không có vật cản thì phải, không có bị cản một unit thì phải, nên là không hề bị bao vây, phải phá vòng vây mà chạy thoát. Vâng, và con drone của Mương Tư hiện nay đang scout, vâng, sẽ phải chạy một vòng quanh map để tìm được ra nhà đối phương. Vâng, một vòng trái đất. Overwing đã cho Probe ra xây có lẽ là Nexus first. Vâng, coi sẽ chắc chắn là Nexus rồi. Mương Tư cẩn thận xây spawning pool trước và bây giờ mới bắt đầu xây hatchery. An toàn trước, kinh tế sau. Nhưng đây là một pha gate chứ không phải là fork fast expand. GG có đánh giá gì về cái build này? Vâng, hiện nay thì Protoss thì cũng thường hay build kiểu như này khi mà Nexus first. Và sau đây thì sẽ un kín bằng các building cơ. Và canon cây sau cũng được. Vâng. Không ảnh hưởng lắm. Bây giờ mới là fork. Fork sau cái gate. Như vậy là nếu mà có vẻ như nếu Mương Tư xích pool thì hay là ép pool thì sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng vâng, nhưng mà tuy nhiên là khi mà Overwing sang scan thì chưa hề thấy cái pool. Thì anh ấy có thể đoán ngay được việc là đối phương không phải ship pool hay ép pool mình cả. Hiện tại Mương Tư đang để một con Overlord ở vị trí như thế này thì Overwing không hề phát hiện ra. Vâng. Chỉ rất là thông minh. Vâng, nhưng tuy nhiên là các bạn khi mà muốn đặt một con Overlord ở vị trí high ground để không đối phương lấy sai thì nên chú ý cái vòng tròn ở dưới chân con Overlord này. Cái vòng tròn này nó phải nằm ở trên vị trí high ground chứ mà là cái con Overlord nằm trên vị trí high ground. Và có thể thấy là Mương Tư vẫn chưa ăn ga. Ồ, khi mà anh ấy thấy đối phương Fox Expand này thì anh ấy nếu mà muốn đánh Marco game thì anh ấy nên ăn mỏ 3 ngay. Nhưng mà hiện nay anh vẫn chưa ăn mỏ 3 và tiền thừa khá là nhiều. Cùng với việc đấy là mua rất nhiều dược linh, không biết là anh ấy có ý đồ gì. Hiện nhà Overwing thì anh ấy đang có một cái Assimilator, đang có 3 Harvester. Còn Assimilator kia thì chỉ có 2 mà thôi. Vậy ăn ga có lẽ sẽ không đều cho anh ấy một chút nào hết. Nhà ga thứ 3 đã được xây. Chúng ta cùng check qua số lượng worker thì Probe đang là 38, Mương Tư có 22 drone. Vâng, hóa ra là Mương Tư anh em mua rất nhiều dược linh để phá cục đá này. Nhưng mà đây là việc làm không hề không cần thiết cho lắm. Thì với lượng dược linh này là 12 con thì tương đương với cả 6 drone
sẽ là rất trình lệch rất là nhiều kinh tế, và thay vì việc ăn mỏ ba ở cái vị trí gần thì anh ấy hoàn toàn sẽ ăn mỏ ba vị trí xa, và chỉ cần scout ở phía bên trên mỏ đá là một chút. Phương Tư lại xây hack ở vị trí cạnh cục đá, có lẽ là anh ấy cho ra đây là một cái macro hack luôn. Vâng, sẽ là macro hack. Macro hatchery là một cái hatchery chuyên chỉ dùng để tiêu tiền thôi. Bởi vì Z phụ thuộc rất nhiều, Z là một quân có rất nhiều tiền, chỉ phụ thuộc vào cái số lượng lava, và lava lại phụ thuộc vào số lượng hatchery. Nên các game thủ Z thường là sẽ có ít nhất một cái macro hatch. Vâng, có một Stargate cho Protoss rồi. Vâng, ở trong main bay của Owing có vẻ như vẫn chỉ có một con probe, hai probe ăn ga ở cái nhà ga phía dưới này, một con probe lại đứng bên cạnh, có vẻ anh ấy kích vâng, nhầm. Và 10 tháng 4 rồi anh ấy đã ăn đến 4 ga cùng một lúc và lên Rush Warden cùng với Evolution Chamber. Và với việc lên Evolution Chamber như thế này thì có lẽ là không ngại gì việc Varay Phoenix Harap. Vâng, nhìn qua một chút về worker supply thì hiện nay Overwing đang vượt trội so với 10 tháng 4. Không biết là anh ấy chặn lại mắc lỗi macro một chút nên là lượng Harvester hơi ít hơn. Và Overwing thì sau khi có con Phoenix, không biết anh ấy có kiểm tra cái vị trí vị trí Overlord đang đứng hay không. Vâng, hiện nay đã có đến con Phoenix 2 rồi. Upgrade cộng 1 đã xong và ngay lập tức upgrade cộng 2 được nâng cho Overwing. Cộng 2 attack. Còn bây giờ thì mới có upgrade cộng 1 cho Roach. Hatchery thử ở mỏ 3 bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Hai Phoenix đã đem đi Harass rồi. Ồ không, nó lại đang dừng lại. Hai con Phoenix đã thấy con Overlord cũng có thấy hai Phoenix, nhưng có vẻ như là cả hai đều chưa phát, có vẻ như 14 chưa phát hiện ra gì. Vâng. Liên tục vào những pha leap Walker lên để giết. Hai Walker kill cho cả hai Phoenix này rồi. Ba Phoenix các bạn. Và Phoenix đang bay ra mỏ 3, có lẽ con Queen này sẽ bị tiêu diệt chăng? Không, có lẽ là sẽ tập trung tiêu diệt drone thôi, vì ba Phoenix thì tiêu diệt một con Queen cũng hơi lâu. Hiện nay research link cho Protoss chuẩn bị xong rồi. Vâng, các con Overlord ở nhà của Overwing thì vẫn chưa hề bị tiêu diệt. Rất là may mắn cho 10 tháng 4 anh ấy hoàn toàn có thể nhìn thấy tất cả những gì diễn ra. Vâng, vừa lại Jack vừa mới mua 19 Rose. Rất nhiều Rose. Và Hydraulic Den đang được xây. Có lẽ khi hoàn thành sẽ có một đợt reinforce Kira, sau đó sẽ put ngay chăng? Vâng, đây là update cộng 1 thằng mình attack rất mạnh. Có vẻ như ở mid game thì cái thằng mình attack đấy rất là bá đạo. Upgrade vâng. Cộng 2 đã hoàn thành cho Overwing, anh ấy sẽ có đợt put bằng rất nhiều Stalker. Nhưng không hề có Sentry thì có lẽ sẽ không phải rất khó khăn trước Rốt chăng? Vâng, Rốt đã tiến ra tấn công. Upgrade cộng 1 đã hoàn thành cho Rốt, cộng 2 cho Stalker. Stalker đã blink lùi rất nhiều. Chúng ta cùng xem kết quả trận combat này như thế nào. Vâng, cuối cùng Overwing đã rút về. Quân số hai bên có vẻ như đang ngang bằng chăng? Đúng như vậy, 20 Rốt, 21 Stalker. Stalker với lợi thế tầm bắn xa hơn, có vẻ như đang và lợi thế upgrade nữa. Mường Tư cố gắng focus nhưng mà không được rồi. Có vẻ như Rốt anh đã chết hết. 7 Hydra, bây giờ thì speed cho Rốt mới hoàn thành. Vâng, 7 Hydra ra và mà đàn Stalker này có lẽ là cũng không thể nào đỡ được. Tức là Hydra không đỡ được Stalker. Vâng. Mường Tư đã xin phép được dừng trận đấu một chút.
có thể nói là cái pha timing attack của Overwing đang rất là mạnh. Timing attack ngay trước khi khi có mường tư Hydra rất là chuẩn. Timing cộng 2 của anh ấy. Vâng, và trận đấu đã được tiếp tục. Ra cũng Oros đang ra à Hydra đang ra rất là lẻ. Chỉ 7 Hydra mà thôi. Số lượng và đám Overlord đã sẽ bị 23 rồi. Toker đang tiêu diệt rất nhiều Overlord. Ồ, nhưng mà anh lại quyết định rút về. Có lẽ là anh ấy đợi một đợt reinforce mới từ Gate. Anh ấy đã có thêm 4 Stalker. Nâng tổng số Stalker lên là 27 con. Còn xây rất nhiều Sentry ở nhà nữa. Cho nên là không thể reinforce đủ để đủ cho ở phía trước được. Vâng, và anh đã rút về. Đã có một hành động rất chính xác khi mà anh ấy quyết định là Robotic Bay. Vì thấy đối phương lên rất nhiều Rosh, à rất nhiều Hydra, mà Hydra khi gặp Colossus thì chỉ có nước là chết thôi. Có lẽ như Overwing muốn để một đường lùi cho mình khi anh ấy đã quay lại để expand mổ 3. Rất nhiều Zerling bây giờ anh ấy đã phát hiện ra rồi và đã bị tiêu diệt. Stalker khi đạt số lượng khổng lồ thì bắt đầu việc micro blink lùi bắt đầu rất là hiệu quả. Vâng, và ba con Phoenix bỏ quên bây giờ đang vào để cố check xem đối phương định tech gì. Vâng, sẽ không được push bằng Hydra nhưng hơi ít thì phải. Ồ, có vẻ như mường tư không Amu mà đánh rất được. Thêm Rush và được reinforce vào, số lượng Hydra vâng. Tại là 17. Không biết là liệu con Colossus đầu tiên có ra kịp đợt phút này không? Nếu con Colossus đầu tiên mà ra kịp thì đợt push của Zerg sẽ bị chặn đứng thôi. Vâng, đã có tới 2 2 chi đầy pop fuel các bạn. Đầy energy để pop fuel. Và không có một phát blink nào từ phía Overwing cả. Nhưng có vẻ như Mường Tư đang yếu thế dần rồi, rốt đã được diệt hết. Chỉ còn Hydra mà thôi. Vâng, lợi thế về upgrade quá lớn cho Protoss. Vâng, cuối cùng có một đợt blink và đây sẽ là phản công cho Overwing. Có vẻ như không còn gì để phòng thủ cho Mường Tư rồi. Chỉ còn một vài con Roach đang được xây ra nhưng không đủ rồi. Và một Colo có vẻ đã hoàn thành. Overwing có kéo lên tiền tuyến ngay hay không? Đúng như vậy. Upgrade cộng 3 nâng cấp được một nửa. Vâng, và mỏ 4 cho Zerg hiện nay đang bắt đầu được xây. Tuy nhiên là với lượng unit này thì không biết là giờ có đỡ nổi hay không. Không hề có một corruptor nào. Upgrade cộng 3 attack cùng Thermolens sẽ có lẽ là sẽ xong cùng lúc. Sẽ là một timing attack rất đẹp. Vâng, range của Colo khi mà chưa có upgrade Extended Thermolens chỉ là 6. Nhưng mà sau khi upgrade sẽ lên đến 9. Vâng, 16 Hydra nữa. 16 Hydra nữa. Rất nhiều Hydra. Mường Tư nên đợi và nên phòng thủ ở tầm trên cao thì hơn. Và có vẻ như anh ấy đã tiêu diệt một observer của Overwing ban nãy tôi thấy đứng ở mỏ 2 này. Với lợi thế như vậy anh ấy nên đứng ở phía địa hình ở trên cao để đối thủ rất khó khăn mới bắn lên được và anh ấy hoàn toàn có thể focus được Colo. Nhưng mà bây giờ có vẻ nhưng như mà có bát lại nổ ra rồi. Anh đang cố gắng focus vào con Colossus. Vâng, một Colo tiêu diệt nhưng Stalker vẫn còn rất nhiều. Colo của Overwing lùi về. Tất cả Hydra và Rose đã bị tiêu diệt hết rồi. Chỉ còn là những vũng máu. Vâng, 17 Rose nữa. Không biết là có ra kịp hay không. Vâng. Có lẽ là không thể nào ra kịp được. Colo đã lấy được tầm nhìn cho Stalker rồi. Stalker đang dần dần blink lên. Good game.